À, đông lắm anh chị. Anh chị có thể thấy này. Em sẽ tìm một cái góc nào đó em đứng ở bên phải là chúng ta đi vào chúng ta giữ xe. Đông quá thấy sợ thiệt. Chúng ta đang còn trong đại dịch đó. Đây bán nước, đồ ăn lặt vặt. Giữ xe Thảo Cầm Viên anh chị thấy không? Đông quá trời. Ôi thơm quá, vào đây hai quán phở cả hai bên luôn anh chị. Đi bún mọc Hiếu Hiền nữa nè. Ồ, đây có một cái khu cư xá cũ nha. Không biết là anh chị có quen cái khu cư xá này không? Để em xem thử coi đây là cư xá gì. Wow, lạ quá. Lần đầu mới đi vào đây. Để em xem thử coi. Cư xá chung cư 1A1B huyện Đình Chiểu. Xe đậu. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thật là tốt lành thưa anh chị. Em đang đứng trên con đường Lê Duẩn ngày hôm nay, ngã ba Lê Duẩn với con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm xưa con đường Lê Duẩn thì có tên là đường Thống Nhất. Và phía trước anh chị thấy đây, Thảo Cầm Viên. Thảo Cầm Viên thì bắt đầu mở cửa lại từ ngày 5 tháng 11 thưa anh chị. Và hôm nay là ngày 7 là chúng ta mở cửa được 2 ngày rồi. Và cũng là cái khu vui chơi ở Sài Gòn mà các bé rất là háo hức đi đến để tham quan. Xem mấy con thú trong đó coi nó có đói hay không đó, nó có ốm hay không. Sau 4 tháng phong tỏa cách ly không có ai đi Thảo Cầm Viên được cả. Hôm nay thì em nhận thấy là Thảo Cầm Viên khá là nhộn nhịp thưa anh chị. Ngoài cổng rất là nhiều xe, bên trong rất là nhiều người. Và hôm nay có mặt ở đây thì trước hết em muốn mời anh chị cập nhật tình hình phía trước Thảo Cầm Viên. Rồi, bây giờ em sẽ chạy vào bên trong xem sao thưa anh chị. Em thì không có đi bộ đâu. Mấy hôm nay thì vẫn còn dịch bệnh, với lại là Sài Gòn mình những ngày gần đây có vẻ dịch bệnh đang có cái chiều hướng tăng. Cho nên là em cũng rảo rảo quanh một số cái con đường thân quen này thôi. Và sẵn tiện thì cập nhật khu vực Thảo Cầm Viên. Đối với các điểm du lịch ở Sài Gòn mình ngày hôm nay là mở cửa hầu hết anh chị. Bình Quế này, rồi khu du lịch Đầm Sen này cũng mở luôn rồi. Và khu du lịch và khu Thảo Cầm Viên này đây. Đông lắm anh chị. Anh chị có thể thấy này. Em sẽ tìm một cái góc nào đó em đứng ở bên phải là chúng ta đi vào chúng ta giữ xe. Giữ xe bên phải ha, xe rất là đông, mua vé này. Ở đây thì nếu mà vào thì chúng ta phải quét mã này anh chị. Quét cái mã khai báo y tế. Với cái điều kiện ở đây là một mũi ha. Chích ít nhất là một mũi sau 2 tuần. Còn không thì là 2 mũi. Anh chị mua vé thì có bán vé online luôn. Khá là đông đúc anh chị ha. Thật sự thì như thế này thì thấy cũng vui vui trong lòng anh chị. Các con thú ngày hôm nay có doanh thu rồi, có tiền nuôi nó rồi. Các bạn nhỏ thì có cái cơ hội đi chơi vào ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy. Nhưng mà thấy đông quá nhiều khi mình cũng đâm lo. Chụp hình này. Em đứng ở đây ha. Đứng ở đây cập nhật một vài cái hình ảnh. Hướng đi vào cổng đó anh chị. Chủ yếu là đây cho các bé thôi, chứ còn mà như em lớn rồi thì cũng ít đi Thảo Cầm Viên lắm anh chị. Mở cửa trở lại thì rất là nhiều cái hoạt động được buôn bán, có doanh thu, có thu nhập thêm. Những người đi bán hàng rong nè, đi bán chong chóng nè đó, bánh kẹo nước giải khát. Giá vé là 40.000 cho người từ 1m tới dưới 1m3. Còn từ 1m3 trở lên thì 60.000 thưa anh chị.
đông vui nhộn nhịp, em cũng chưa có dám mạo hiểm đưa thằng cu đi chơi thảo cầm viên. Giờ mấy ngày hôm nay thấy cũng đang lo lo anh chị. Mặc dù chích vaccine mình chích rồi chứ mấy bé nó cũng chưa có được chích, nhiều khi cũng lo. Xe em thấy là full luôn á, xe gắn máy rồi full quá trời full. Đi vào trong thảo cầm viên thì thật sự là nhiều khi đi một hồi nó chán lắm anh chị. Thảo cầm viên ở mình thì ngày hôm nay nó hơi dơ, muỗi nhiều, hôi nữa. Hình như người ta cũng đuối, người ta cũng không có nhiều chi phí để dọn dẹp. Anh chị biết là mùa dịch lộ quá trời lộ luôn, lộ hàng tỷ đồng á. Bây giờ thì thảo cầm viên á, thì nghe đâu hình như là có quy định là họ tự thu tự chi thôi, chứ cũng không có hỗ trợ nhiều nữa. Thành ra là bây giờ nếu mà khách không có là mấy con thú nó đói thôi. Rồi em đi một vòng xung quanh cái khu vực con đường huyện Bình Khiêm này để chúng ta cập nhật xem thử coi hàng quán bán hàng rong đồ như thế nào á. Thấy đông quá trời, đứng hồi độ mồ hôi thôi em đi ra đây. Taxi cũng hoạt động trở lại nè, rồi bán hàng rong nè, rồi các quán nước phía trước nè anh chị. Đó, đang còn người, đang còn nườm nượp chạy vào đây. Đây, quán ăn, quán nước ở phía bên tay trái của em. Ở đây là con đường huyện Bình Khiêm. Hướng đi thẳng thì anh chị sẽ đi về đường huyện Hữu Cảnh. Trên con đường này thì có hai ngôi trường, đó là trường Trưng Vương và Võ Trường Toản anh chị. Thì em sẽ chạy tới luôn để chúng ta cập nhật một vài cái hình ảnh kỷ niệm ở trên hai cái ngôi trường này. Đó. Rồi em đi qua đường, băng qua đường, chạy trên những cái hàng cây rất là đẹp luôn, thơ mộng. Thật sự mà nói thì nếu như mà trường em mà nằm ở ngay cái con đường có hàng cây như thế này thì rất là vui luôn anh chị. Thơ mộng mát mẻ, biết bao nhiêu là câu chuyện tình câu chuyện thời sinh viên, tình yêu thợ học trò. Tự nhiên đi về đây nhớ bài hát của chú Tuấn Vũ hay hát. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhìn nét đổi thay tường mái rêu mờ. Hay là thêm một câu nữa, bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng thấy, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cái chương đầu đường có cái tên gì đó em không thuộc hết. Đại khái là nghe rất là hay nghe nhạc của chú Tuấn Vũ, cho nên là nhớ một số bài. Đây là từ trường Trưng Vương đó anh chị. Lâu lâu chạy về đây thì cũng tranh thủ ghé qua để ôn lại một vài cái hình ảnh kỷ niệm gửi đến cô bác anh chị. Với những hàng cây, với những bức tường, với những con đường, nhiều kỷ niệm. Thời học sinh cấp 3 có lẽ là nhớ nhất anh chị. Cấp 3 ngày hôm nay đó có lẽ là nhớ nhất. Em cấp 1, cấp 2 thì nhiều khi em quên hết rồi. Đây là trường Trưng Vương với cái bức tường màu vàng đậm ơi là đậm, màu vàng đậm của áo cà sa đó. Rồi em chạy qua bên phía Võ Trường Toản anh chị nha. Hai ngôi trường này rất là nhiều kỷ niệm. Ở bên mé tay phải của em, ngay bức tường của ngôi trường đó thì hình như là em đi bị lố rồi. Trường Trưng Vương đây, trường Võ Trường Toản trước rồi mới tới Trưng Vương, chắc là em nhầm. Có hớt tóc nè anh chị, hớt tóc vỉa hè rồi đó. Hai tiệm hớt tóc vỉa hè luôn. Ở đây là cuối đường rồi, chúng ta tới huyện Hữu Cảnh, bên trái chúng ta về cầu Sài Gòn, cầu Tân Cảng đó anh chị. Bên phải là trường mầm non Hoa Lư nè. Còn quẹo bên phải con đường huyện Hữu Cảnh thì chúng ta về Cường Để. Ngày hôm nay là Tôn Đức Thắng. Ngay cái góc này thì ở đây có cái bảo tàng địa chất nè anh chị. Đó, bên trái của em này
không? Chắc cũng nhiều kỷ niệm với anh chị ở cái khu vực này. Thôi em xin quẹo lại về Thảo Cầm Viên à, tiện đường em ghé về hai cái ngôi trường Võ Trường Toản và Trương Vương thôi. Rồi lại tiếp tục đi trên những cái con đường quen thuộc ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Hôm nay là ngày Chủ nhật thì rất là đẹp để chúng ta đi ngắm cảnh phố xá ở khu vực trung tâm thưa anh chị. À, trường Trưng Vương rồi tới bên kia là võ trường Toản chứ hồi nãy em nhầm á, hồi nãy em nhầm. Trưng Vương. À, qua trường Trưng Vương rồi. Tới trường Võ Trường Toản bên tay trái em có cái bồn nước cụ ơi là cụ đó kìa. Đây, nó nằm ở đây. Trời, vậy mà hồi nãy mình đi qua một cái mà mình quên luôn. Em cứ nhớ là hai trường nó nằm sát nhau. Đúng là không phải cái nơi mình học thì nhiều khi mình không có những cái kỷ niệm nó thân quen giống như cô bác anh chị được. Ngôi trường Võ Trường Toản thưa anh chị. Phải lấy ra chứ, lấy ra chúng ta nhìn một tí cho nó thẳng thớm. Bồn nước này, hàng cây này. Bức tường bên phải là Thảo Cầm Viên. Ngày xưa cô bác anh chị học trường này chắc là cũng hay vô Thảo Cầm Viên chơi lắm. Mà đặc biệt đi vô Thảo Cầm Viên mà gọi là dẫn bạn gái rồi đi là nó mới thú vị, chứ đi một mình vào mà nhìn mình với thú thì thâm ra thì nó cũng chán lắm anh chị. Đây là cái lối đi vào của xe ô tô. Quá trời đó anh chị thấy không? Chạy ra chạy vào liên tục. Đó, đang đứng đợi này. Nói chung là người dân Sài Gòn ngày hôm nay người ta cũng muốn đi. Một mặt vừa để cho các bé có nơi xả stress một tí. Thứ hai nữa là cũng muốn góp tiền nuôi mấy con thú thêm anh chị. Đây, bên phải của em này. Xe quá trời đông. Thật sự ngày hôm nay dịch bệnh như thế này, các tỉnh cũng đang rất là căng trong cái việc mà chúng ta có thể đi liên tỉnh với nhau. Thì bây giờ chỉ có người dân ở đây người ta tự giúp nhau thôi. Xe kẹt quá trời. Bíp còi inh ỏi. Đây là một vài cái hình ảnh mà muốn gửi đến cô bác anh chị trong cái ngày hôm nay, Thảo Cầm Viên. Một ngày Chủ nhật, trời cũng khá là nắng thưa anh chị. Cái trời này mà đi vào bên trong khu Thảo Cầm Viên nhiều khi không có gió nóng được là cũng mệt lắm đó. Nhưng mà có các bé thì có con em chúng ta dẫn đi chơi nó cũng vui. Con đường Thống Nhất là Lê Duẩn ngày hôm nay bên trái em chạy về khu vực Dinh Độc Lập thưa anh chị. Ông ơi, ông ở đâu? Đó, một vài hình ảnh phía trước, xe taxi tới đón này, rồi trả khách này, đón khách này. Một buổi sáng ngày Chủ nhật em chạy thẳng cái con đường ở huyện Bình Khiêm này một tí anh chị nha. Trên con đường này thì có nhiều cái kỷ niệm và em cũng muốn đi cho nó trọn vẹn cái con đường huyện Bình Khiêm này. Đoạn này thì nó là đường một chiều rồi anh chị, không có đi ngược từ hướng kia đi về đây được. Ở bên phải em ở đây thì có bảo tàng lịch sử. Ngày hôm nay thì cũng đang đóng cửa thôi. Con đường này có hàng me rất là đẹp. Và cái ngôi trường màu vàng đây là trường huyện Bình Khiêm nè anh chị. Tới phía trước thì chúng ta giao nhau với con đường Hồng Thập Tự là Nguyễn Thị Minh Khai ngày hôm nay đó.
em cũng chưa có dám giận thằng cu đi ra ngoài từ hôm mở phong tỏa cho tới bây giờ. Cũng đợi nắng nắng một tí, dịch bệnh nó êm êm ổn ổn một tí anh chị. Các bé thì chị mới chích vaccine từ 12 tới 17 thôi, còn đang có cái dự kiến là chích vaccine cho các bé từ 3 tuổi trở lên. Đó, thì chưa biết là như thế nào, để từ từ chúng ta cập nhật thêm. Đây, con đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày hôm nay, ngày xưa có tên là Hồng Thập Tự, để chúng ta quẹo phải, chúng ta đi về Thị Nghè, đi về xa lộ Biên Hòa, ngã tư Hàng Xanh. Ngày hôm nay xa lộ Biên Hòa là xa lộ Hà Nội đó anh chị, Điện Biên Phủ đó. Rồi đi thẳng đây thì chúng ta sẽ tới đường Phan Thanh Giản thì phải. Ngay cái vùng binh cầu Phan Thanh Giản là đường Điện Biên Phủ ngày hôm nay đó anh chị. Bắt đầu từ đoạn này đi tới thì nó lại là đường hai chiều, chúng ta có thể quẹo xuôi được. Một ngày Chủ nhật. Rồi bây giờ thì em sẽ quẹo đi đâu được nhỉ? Em sẽ đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn thưa anh chị. Mời anh chị đi trên con đường huyện Bình Khiêm này cho nó hết. Đi dạo một chút xíu. Hôm qua thì Sài Gòn mình cũng hơn 900 ca. 900 ca nhiễm đó anh chị. Coi như là mấy ngày hôm nay thì số ca nó có cái dấu hiệu đi tăng lên. Cho nên là chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận đó anh chị. Thấy cái hình ảnh chen lấn nhau ở trong cái khu vực Thảo Cầm Viên đó cũng rất là nguy hiểm ha. Chúng ta cũng phải hiểu cho nó rõ ràng cái vấn đề sống chung với Covid là nó như thế nào. Và ưu tiên cái điều nào nó quan trọng nhất, phát triển kinh tế, làm ăn, kiếm tiền chẳng hạn. Còn những cái cuộc chơi, cuộc nhậu, những cái buổi họp này kia thì em nghĩ chúng ta có thể hạn chế lại bớt, tránh cái tình trạng mà dịch bệnh đang như thế này nó lây lan tùm lum. Thì cũng rất là mệt mỏi anh chị. Đặc biệt là cái điều kiện y tế ở nước ta nó không có phải như những cái nước phát triển khác. Rồi em đang chạy tới phía trước đây, hình như có con đường Nguyễn Văn Thủ này. Em nhớ không nhầm thì như vậy. Ngày xưa có tên là Tự Đức. Và chúng ta đi thẳng thì chúng ta tới cầu, tới cái bùng binh ngay cầu Phan Thanh Giản luôn. Cầu Điện Biên Phủ ngày hôm nay đó. Đây trước là có con đường Nguyễn Đình Chiểu trước ha. Nguyễn Đình Chiểu rồi bên kia hình như mới là Nguyễn Văn Thủ. Nguyễn Đình Chiểu này ngày xưa có tên là Phan Đình Phùng. Ở quẹo phải thì anh chị sẽ đi ra khu bờ kênh, cái bờ kè Du Lộc Thị Nghè đó anh chị. Đèn xanh rồi. Rồi giờ là em chạy tới bùng binh luôn nè. Bùng binh đường Điện Biên Phủ ngày hôm nay, cái khu này nhà cửa văn phòng nhiều lắm anh chị. Chỗ này thì thuộc phường Đa Cao, quận nhất. Phường Đa Cao, quận nhất. Và bây giờ em sẽ mời anh chị chúng ta quẹo về cái bờ kênh Du Lộc Thị Nghè đi. Ở cái clip sau thì có thể là em sẽ đi dọc theo những cái con đường thuộc phường Đa Cao này để cập nhật tình hình. Ở đây là có Tân An Đình nè, đình Tân An đây nè anh chị, bên phải em ngay góc con đường Nguyễn Văn Thủ ngày hôm nay, năm xưa là Tự Đức đó, với con đường Nguyễn Bình Khiêm. Rồi em đi ra cái bùng binh đây. Bọc bên trái bùng binh đi thẳng vào thì chúng ta đụng con đường Đinh Tiên Hoàng. Chúng ta quẹo về rạp Cầu Bông. Trên con đường Đinh Tiên Hoàng, Hiền Vương. Ngày hôm nay là Võ Thị Sáu đó anh chị. Còn bên mé tay phải của em thì chúng ta sẽ đi qua cầu
qua cầu Phan Thanh Giản, cầu Điện Biên Phủ ngày hôm nay và đi về ngã tư Hàng Xanh trên con đường xa lộ Biên Hòa năm xưa. Rồi em không đi lên cầu anh chị, em quẹo ở dưới này, chạy ra cái bờ kênh Thị Nghè, con kênh Thị Nghè. Đây, cái khu này buổi tối lúc trước là nó nhộn nhịp lắm nha anh chị. Bây giờ dịch bệnh nó mới vừa mở phong tỏa ra cho nên là nó cũng còn nhiều quán chưa có mở cửa lắm anh chị. Tối thui vậy. Thơ mộng một con đường. Cô bác anh chị thấy ngày hôm nay nó thay đổi có nhiều không? Đây, con đường Tự Đức năm xưa ở đây, ngày hôm nay có tên là Nguyễn Văn Thủ. Còn phải thì anh chị sẽ đi về con đường Hai Bà Trưng ha. Đó, quán lẩu, quán đồ gì nè, cũng đang đóng nè. 159k, hai người chắc có lẽ ban đêm có mở. Ở đây thì chúng ta sẽ đi thẳng ra con đường Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai luôn anh chị, ngay chân cầu Thị Nghè. Em chạy ở đây thật là chậm để anh chị ngắm cảnh cùng với em nha. Đoạn này thì chủ yếu chúng ta ngắm cảnh thôi, cây cao bóng mát và một vài những cái quán cà phê sáng Chủ Nhật, chứ cũng không có nhiều. Giờ này thì chắc là không có ai nhậu. Đây, cuộc sống một ngày Chủ Nhật đây. Những anh Grab rồi chạy xe ngang đây, tấp xe vào ngồi nghỉ ngơi, hóng gió, tận hưởng một tí cái bóng mát. Ở đây thì chúng ta có con đường Phan Đình Phùng năm xưa, ngày hôm nay nó có tên là Nguyễn Đình Chiểu thưa anh chị. Ở quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về đường Lý Thái Tổ ha. Rồi chúng ta chạy một tí nữa là chúng ta tới cầu Thị Nghè rồi. Đi xe đạp này. Trong cái clip này thì ngoài cái việc cập nhật Thảo Cầm Viên thì đây cũng là những cái hình ảnh thư thái của Sài Gòn mình vào một buổi sáng ngày Chủ Nhật. Và hy vọng những cái hình ảnh này nó cứ như vậy hoài anh chị. Chúng ta, em rất là sợ cái cảnh mà phong tỏa thêm tháng, 2 tháng nữa. Đây là những cái dãy nhà đối diện với con kinh Thị Nghè. Dãy nhà đây. Nhà toàn là nhà cao tầng 3-4 lầu ở đây không anh chị. Xe hơi đậu trong nhà được ha. Rồi những cái vỉa hè này thì nhiều khi người ta cũng tổ chức ăn nhậu được. Đó. Buôn bán cà phê, ăn uống về đêm. Nước mía, cam vắt, chanh dây ngày hôm nay thì được bán lại hết rồi, có thu nhập thêm. Ở đây là có cái quán này, quán nhậu ha, phở Thanh Đa. Ban ngày thì phở Thanh Đa, buổi tối thì quán nhậu. Ở đây thì phở Phượng nữa này, hay có hai quán phở luôn. Ở trong này có một cái khu giống như cư xá vậy, em chạy vào coi. Ôi thơm quá, vào đây hai quán phở cả hai bên luôn anh chị. Đi bún mọc Hiếu Hiền nữa nè. Đây có một cái khu cư xá cũ nha. Không biết là anh chị có quen cái khu cư xá này không? Để em xem thử coi đây là cư xá gì. Wow, lạ quá. Lần đầu mới đi vào đây. Để em xem thử coi. Cư xá chung cư 1A1B Nguyễn Đình Chiểu. Xe đậu ở dưới này ha. Chung cư Nguyễn Đình Chiểu anh chị. Không biết cô bác anh chị có ai sinh sống ở cái khu vực này không? Bên trái đây là chúng ta quẹo ra đường Nguyễn Đình Chiểu thì phải này, Phan Đình Phùng ngày xưa đó. Hôm nay phát hiện thêm cái khu này ha. Chung cư 1A1B Nguyễn Đình Chiểu anh chị.
cái tên ngày hôm nay đó. Chung cư 1A1B huyện Bình Chiểu. Cái tên nghe nó dài quá ha. Chung cư 1A1B. Rồi cái lô thì còn lô D, lô C nữa. Ví dụ như chúng ta có thể nói là lô C chung cư 1A1B huyện Bình Chiểu. Nghe mệt quá. Đi thẳng là chúng ta ra huyện Bình Chiểu đó anh chị Phan Đình Phùng. Em quẹo phải ở đây ha. Đường thôi, em quẹo đi vào hai mấy cái quán phở đi. Vào mấy cái quán phở đi đây này. Để anh chị nhìn một vài cái hình ảnh ở mấy cái quán phở sau mà có đi ngang đây á, chúng ta ghé vào chúng ta ăn, kiếm phở ăn. Nghe có vẻ thơm lắm. Phở bún mọc, quán có vẻ đông nữa. Trời ơi. Xuân mà người ta vẽ lên tường vậy ha. Mấy con chó này đó. Lần đầu tiên em mới đi vào đây đó anh chị. Khu chung cư 1A1B huyện Bình Chiểu. Còn bây giờ thì em sẽ quẹo ngược ra. Đây là có quán bún mọc Hiếu Hiền này. Chắc có lẽ là của nghệ sĩ hài Hiếu Hiền đó. Bún mọc. Còn đây là phở Thanh Đa bên mé tay phải của em ha. Bên trái là phở Phượng đó. Rồi chúng ta ra lại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Em hay quen miệng em nói vậy thôi, chứ đoạn này là Thị Nghè rồi. Nhiêu Lộc là nằm ở mé khu vực Trương Minh Giảng nè anh chị, cống bà xếp. Và đây là một vài cái quán cà phê. Cũng là khu chung cư luôn đây. Chung cư 1A1B là huyện Bình Chiểu. Ồ đây cái tán cây đẹp quá. Tán cây si nó rậm rạp vô. Bên trái em ở đây thì có một cái trạm du lịch trên sông Thị Nghè, trên kênh Thị Nghè ha. Ngày hôm nay thì đóng cửa rồi. Thuyền Sài Gòn. Cái chỗ này đây anh chị. Ở đây thì có những chiếc thuyền lá, nón lá, rồi tranh rồi người ta đậu trên sông để đi du lịch vòng vòng ở đây đó. Mùa dịch thì cũng chẳng có ai đi được đâu. Rồi ở đây thì cầu Thị Nghè thưa anh chị. Và cũng là cái khu cộng bên hông này của Thảo Cầm Viên. Để xem thử Thảo Cầm Viên bên đoạn này có đông người đi gửi xe hay không, là chúng ta biết là hôm nay có đông khách hay không luôn á. Wow, quá trời đông đây anh chị. Chúng ta có thể nhìn qua đối diện bên kia hồ bơi Ít Kiêu, trung tâm thể thao dưới nước Ít Kiêu ngay cái vị trí này. Nhìn qua bên kia thì anh chị cũng sẽ thấy Thảo Cầm Viên rất là đông khách. Con đường Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai hướng chạy về đường Cường Để, Tôn Đức Thắng và Đinh Tiên Hoàng đây anh chị. Rồi em bọc ngược trở lại nha. Bọc ngược trở lại để xem cái khu vực Thảo Cầm Viên, cái cổng bên trung tâm thể thao dưới nước Ít Kiêu này. Bên phải em ở đây ngày hôm nay có một cái khu chung cư, trung tâm thương mại gì đang xây của Novaland. Và hôm nay người ta cũng tổ chức cái ngày hội gì đây để trung tâm gì ở đây nè anh chị. Novaland Gallery nè. Khu nhà mẫu đó anh chị, xe ô tô đậu quá trời luôn. Novaland Gallery vô thăm nhà mẫu. Bán chung cư rồi đó, lại thái vậy. Em đi qua đường lại ha. Đây, Thảo Cầm Viên. Hướng này thì Phú Hồn. Ở đây anh chị, em gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh này. Novaland Gallery này có thể là đang tổ chức một cái buổi triển lãm xem nhà mẫu các cái khu chung cư đó, khách mua đó, người ta hay tổ chức những cái ngày như thế này chốt đơn.
Rồi bây giờ chúng ta đi tới cái cổng phía bên đường Hồng Thập Tự của Thọ Cầm Viên, đường Nguyễn Thị Minh Khai đây anh chị. Hôm nay em chạy trong cái clip này được hưởng nhiều bóng mát quá trời luôn. Từ bên kia tới bên này chỗ nào cũng có bóng mát. Dừa đây, các bé hôm nay vui lắm. Vui thôi đừng vui quá anh chị. Đông thôi đừng đông quá, thấy sợ. Đông quá thấy sợ thiệt. Chúng ta đang còn trong đại dịch đó. Đây bán nước, đồ ăn, lặt vặt. Giữ xe Thọ Cầm Viên anh chị thấy không? Đông quá trời. Đây. Đây bài giữ xe Thọ Cầm Viên, cha mẹ con cái tha hồ đi chơi. Lê lết. Thôi thì vẫn phải sống chung với nó thôi anh chị. Đó là điều chắc chắn rồi. Ta không thể nào tránh được. Nhưng mà có điều em cũng hy vọng cẩn thận. Rất là sợ những cái con virus này. Các bé thích lắm á. Đi vào xem mấy con thú vậy cho nó thích lắm anh chị. Yết kêu. Bên này thì chúng ta đi qua cầu Thị Nghè. Cầu Thị Nghè rồi chúng ta đi phía về bên chợ Thị Nghè đó anh chị. Hướng này thì em cũng sẽ chạy ra khu vực ngã tư Hàng Xanh. Nhưng mà hôm nay chắc là em không đi ra ngã tư Hàng Xanh đâu. Chắc là em sẽ quẹo vào con đường Phan Văn Hân. Bên phải em là chợ Thị Nghè đây. Hôm nay không biết có mưa không, có vẻ như thấy mây cũng mù mù nhiều nè anh chị. Mấy hôm nay nắng không mà không có mưa, nhưng mà ngày nào cũng ngập nước hết. Hôm nay vẫn còn triều cường anh chị nha. Sáng ngày 4 giờ em dắt xe ra em đi lễ, anh thấy em hú hồn luôn. Triều cường quá trời là lớn. Có nơi sâu nhất có khi tới yên xe luôn anh chị, lút cái bánh xe luôn. Và em xin quẹo ngược lại cầu Thị Nghè, em đi về lại đường Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai thưa anh chị. Đây đường Phan Văn Hân. Không những các em nhỏ đâu, mà các bạn thanh niên có người yêu đồ hôm nay cũng dẫn nhau đi Thọ Cầm Viên. Tính ra Sài Gòn mình bây giờ ngoài Thọ Cầm Viên, Đầm Sen thì thật ra cũng không còn chỗ nào để đi nữa. Rồi quẹo phải là chúng ta đi vào đường Hoàng Sa thưa anh chị, chạy về kênh Du Lộc luôn, quận 3 luôn. Khu vực này thì quận nhất, phường Đa Cao quận nhất bên tay phải của em. Còn bên trái hình như là thuộc phường Bến Nghé đó. Nhạc rồi, vui vẻ quá ha. Một ngày Chủ Nhật có âm nhạc nè, có cảnh đẹp nè, có được đi xem Thọ Cầm Viên. Thôi như thế là vui rồi anh chị. Xe ở đây quá trời luôn ha. Rồi hôm nay tổ chức cái hội nghị gì ở trong này đông quá trời đông.
đi xem nhà mẫu rồi đó anh chị. Ở đây là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nên anh chị, quẹo bên phải thì anh chị lại đi qua đường Phan Thanh Dạng, Điện Biên Phủ. Còn quẹo trái không được ha, nó là đường một chiều. Rồi em đứng em đợi đèn đỏ một tí nè. Phía trước là một cái tiệm ngày xưa là Thế Giới Di Động, ngày hôm nay người ta đóng cửa thấy thương quá. Dán bạn tùm lum hết. Rồi em mời anh chị chúng ta chạy tới đường Đinh Tiên Hoàng Thường Để nữa. Và chắc là em cũng xin tạm dừng các clip ở đây anh chị. Sáng ngày Chủ nhật hôm nay thì đi thăm Thợ Cầm Viên, thấy các bé vui chơi quá. Quay trở lại rồi. Và cũng hy vọng ai cũng cẩn thận, 5K sát khuẩn kỹ càng, rồi chích vaccine đầy đủ. Đó, đặc biệt là các bé chưa có được chích vaccine mà đi chơi nhiều quá thì thấy cũng nguy hiểm anh chị. Bên phải em ở đây là sân vận động Hoa Lư. Bên trái chúng ta quẹo con đường Đinh Tiên Hoàng này, chúng ta đi về Cường Để Tôn Đức Thắng ngày hôm nay đó. Để cái vị trí này chắc là em xin được kết thúc cái clip của mình. Chúc cô bác anh chị và các bạn luôn bình an và thật là nhiều sức khỏe, đặc biệt là có những cái giây phút thú vị trong cái ngày hôm nay đi thăm lại Thảo Cầm Viên một chút nào đó, con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai ngôi trường Trưng Vương và Võ Trường Toản. Thì em xin tạm dừng các clip ở đây thưa anh chị. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.